Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn và hối lộ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vài năm tôi đi cùng một phóng viên nước ngoài đến tìm hiểu một doanh nghiệp trong nước. Khi mọi việc xong xuôi, đại diện doanh nghiệp tặng túi quà cảm ơn. Đó là một chiếc khăn lụa nhỏ, nhưng anh bạn tôi kiên quyết từ chối. Anh nói dù giá trị lớn bé, nhận quà sẽ gây xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến tính khách quan của bài viết. Không phải gia đình, không phải người quen, không bạn bè, họ tặng tôi với mục đích gì? Anh giải thích khi ngồi trên xe về Hà Nội. Tôi nhớ lại câu chuyện khi nghe bào chữa của nhiều bị cáo trong phiên tòa chuyến bay giải cứu rằng các doanh nghiệp chỉ gửi tiền cảm ơn sau khi công việc suôn sẻ. Hành vi này diễn ra ngoài công vụ nên hết sức bình thường như lời luật sư của một bị cáo. Tất nhiên, việc nhận hàng chục tỷ đồng cảm ơn là không bình thường và lý lẽ của nhóm quan chức trên bị bác bỏ tại tòa. Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định, người có chức vụ quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của đơn vị cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết. Vụ án chuyến bay giải cứu là ví dụ rõ ràng của hành vi nhận tiền hối lộ. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống có những vùng xám, khiến cho việc phân biệt đâu là cảm ơn trong sáng, đâu là cảm ơn không trong sáng, không hề dễ dàng. Điều này phức tạp hơn trong một nền văn hóa coi trọng mối quan hệ cá nhân như ở Việt Nam. Trong nội bộ đơn vị, ít ai coi việc biếu cấp trên chai rượu Tây sau chuyến công tác ra hay vào dịp lễ Tết là hành vi vi phạm đạo đức hay pháp luật ghê gớm. Ngược lại, những người không làm như vậy còn có thể bị đánh giá là không biết trên biết dưới hoặc ứng xử kém. Trong môi trường công chức mà lời phê của cấp trên mang quyền sinh quyền sát, không ai muốn bị cô lập chỉ vì một chai rượu. Ở bên ngoài, các doanh nghiệp đủ khôn ngoan để biết gửi lời cảm ơn đúng lúc, đó là một phần lòng thành, nhưng đa phần là nhằm tác động tích cực đến quyết định chính sách liên quan đến lợi ích của họ. Cán bộ dù muốn công tâm cũng khó tránh việc ưu tiên giải quyết hồ sơ cho những ai có thái độ biết ơn hơn những người khác. Với cán bộ không công tâm như trong vụ án chuyến bay giải cứu, thái độ biết ơn đó mang yếu tố quyết định chuyện kinh doanh thành hay bại. Nhà xã hội học Jen Ren Zhang khái quát hóa tham nhũng thành 4 loại: tham nhũng vặt, tham nhũng lớn, tiền bôi trơn, doanh nghiệp người dân chi tiền để công việc được xử lý nhanh hơn, và tiền quan hệ, doanh nghiệp bỏ tiền để xây dựng quan hệ với quan chức. Xóa bỏ hai hình thức đầu tiên đã khó, xử lý hai kiểu tham nhũng tiếp theo còn khó hơn. Làm sao xác định được quan hệ nhân quả giữa việc doanh nghiệp A thường xuyên thăm hỏi một cán bộ cấp cao với việc họ trúng các gói thầu lớn? Làm sao biết được món quà cảm ơn của họ xuất phát từ tình cảm thay vì vụ lợi? Để ngăn chặn nguy cơ xung đột lợi ích ngay từ đầu, bởi thế cần sớm bỏ văn hóa tặng quà cảm ơn ở cả bên trong lẫn bên ngoài bộ máy nhà nước. Điều này có thể thực hiện bằng cách áp mức chân giá trị quà tặng. Ở Mỹ, công chức không được nhận quà có giá trị hơn 20 đô, 0,04% thu nhập trung bình hàng tháng từ bất cứ ai. Nếu quy đổi theo tỷ lệ thu nhập Việt Nam, mức tiền được phép nhận tương đương 24.000 đồng. Bởi thế sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người ở Mỹ và các nước khác giữ thói quen mở gói quà để kiểm tra ngay khi được tặng. Loại bỏ tiền bôi trơn và tiền quan hệ cần nhiều hơn các quy định lẫn hình phạt nghiêm khắc. Về hai mặt này, có lẽ Việt Nam không thua kém nước nào, nhưng hàng chục nghìn văn bản chống tham nhũng sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu hệ thống giám sát đủ mạnh. Hệ thống đó cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia một cách hiệu quả. Chính trị gia ở những nước có chỉ số minh bạch cao từ chối tiền cảm ơn không chỉ vì sợ vào tù mà bởi sợ áp lực giải trình khủng khiếp từ công chúng và cử tri. Không có hệ thống quy định nào là không có kẽ hở, nhưng khi cán bộ đủ tinh danh để thoát lưới pháp luật, họ vẫn có thể bị trừng phạt bởi các khế ước xã hội khác. Thêm vào đó, xây dựng bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả, phi cá nhân và không thiên vị trước hết cần bắt đầu từ việc đảm bảo mức thu nhập thỏa đáng cho cán bộ. Sẽ ít ai chấp nhận rủi ro mất việc khi nhận chút quà cảm ơn nếu họ được đảm bảo cuộc sống bởi công việc hiện tại. Với công chức, lời cảm ơn chỉ chân thành khi không mang sức nặng vật chất. Ngập cao tốc, nghẽn niềm tin. Quý vị thân mến, không chỉ những người phải khựng lại giữa cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vì lũ cắt đường, mà rất nhiều người dân khác đã và chưa từng đi trên cao tốc cũng sững sờ. Bởi một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời đáp, vì sao một cao tốc hiện đại được đầu tư hơn 12.570 tỷ đồng, trải qua hàng hà rào cản kỹ thuật từ bước khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, lại ngập cục bộ một cách đơn giản chỉ sau một cơn mưa không phải quá bất thường. Cao tốc đã sớm thông xe trở lại, nhưng sau 4 ngày, vụ ngập hy hữu này vẫn là chủ đề quan tâm của dư luận. Quan tâm không phải chỉ vì cao tốc dài 99 km được thiết kế theo tiêu chuẩn loại A với vận tốc 120 km/h.
Quan tâm không phải chỉ vì niềm vui rút ngắn thời gian đáng kể từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, quan tâm còn vì sự sững sờ, vì niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì sự lo âu phía trước khi đường vẫn nằm vị trí đó và trời vẫn có thể mưa to, lũ còn có thể cắt đường. Người dân vốn rất quan tâm và kỳ vọng vào đoạn cao tốc này bởi nó hiện đại, rút ngắn thời gian, an toàn hơn các tuyến quốc lộ. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì ngỡ ngàng và lo lắng bấy nhiêu vì trận ngập làm tắc đường chỉ sau 3 tháng đưa vào vận hành. Trận ngập xảy ra quá đơn giản, không ai báo trước, ách tắc nhiều giờ, xe cộ chết máy và trôi dạt. Và ngỡ ngàng vì tới lúc này mới lộ ra là nếu mưa tiếp diễn thì chưa cơ quan nào dám khẳng định đã hết ngập hay chưa. 4 ngày sau vụ việc, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát vẫn đang tìm nguyên nhân. Cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu, các chuyên gia rồi sẽ đưa ra rất nhiều thông số kỹ thuật để lý giải, tìm giải pháp. Nhưng thông số đó có thể tạm giải quyết về mặt kỹ thuật đối với con đường, nhưng với sự an tâm là niềm tin của người dân về một tuyến cao tốc thông suốt chắc chắn sẽ có thể nối liền trong ngày 1, ngày 2. Thiệt hại về kinh tế từ việc ùn tắc do trận ngập và những điều chỉnh của dự án nếu có để tránh ngập là điều có thể tính được. Nhưng niềm tin của người dân lung lay về sự an toàn, thông suốt về tuyến cao tốc hiện đại là điều không thể bù đắp và đong đếm được ngay. Như các chuyên gia đã phân tích trong bài viết, ai lại đổ lỗi cho dòng sông trên tuổi trẻ? Ngập là do mưa lớn, nhưng đây là điều phải được tính kỹ càng từ khâu thiết kế thi công. Vì sao lại để nước dâng ngược lên tuyến chính cao tốc mới là đáp án người dân cần biết rõ, tránh những sự cố đáng tiếc sau này. Các đơn vị liên quan làm dự án cao tốc này không thể thoái thác trách nhiệm, đổ thừa cho ông trời và dòng sông. Chỉ có làm sáng tỏ những điều trên và sớm khắc phục, xử lý cụ thể trách nhiệm thì người dân mới an tâm. Khi Hàn Mặc Tử quê Bình Định và vua Quang Trung là người nổi tiếng. Thưa quý vị và các bạn, khi được MC yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Tân Hoa hậu Trần Huỳnh Ý Nhi đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung." Hoa hậu rất tự tin không chỉ đặt mình ngang hàng mà còn trước cả vua Quang Trung và thi nhân Hàn Mặc Tử. Bỏ qua chuyện thái độ và nhận thức, khi nói chuyện kiến thức thì Hoa hậu Ý Nhi điểm không. Thứ nhất, Hàn Mặc Tử không phải quê Bình Định. Thứ hai, vua Quang Trung là hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, là nhân vật lịch sử, không phải là người nổi tiếng theo cách nghĩ thông thường, đặt ngang hàng với giới giải trí. Với nhà thơ Hàn Mặc Tử cũng không xem là người nổi tiếng mà là nhân vật của văn học. Người thời này không thể so sánh sự nổi tiếng của mình với một nhân vật của lịch sử. Tự cho mình là người nổi tiếng so sánh với tiền nhân, vua chúa kể cũng là bạo miệng, bạo mồm. Với bản thân, Ý Nhi chỉ vượt đoạt giải một cuộc thi hoa hậu như trăm nghìn cuộc thi nhan sắc khác. Nổi tiếng thì chưa nhưng đã mang tai tiếng về mình. Báo Lao Động có bài Hoa hậu Ý Nhi 200.000 anti-fan và sự bao dung của cộng đồng đăng ngày 31 tháng 7 phân tích. Sự của trách Ý Nhi trên mạng xã hội cũng là điều bình thường, mỗi người đều có quyền phê bình, nhận xét, ủng hộ hay phản đối ai đó. Nhưng tấn công đến mức truy cùng diệt tận thì không nên. Hãy để cho Ý Nhi, một bạn trẻ vừa thành công có được thời gian và cơ hội để thể hiện mình và cũng để hoàn thiện mình. Ai cũng có lúc mất kiểm soát hành vi, lời nói phát ngôn, cho nên cộng đồng cũng cần có sự bao dung, cảm thông với Ý Nhi, nhất là khi cô đã có lời xin lỗi.